10 lý do nên chọn và mua xe Volkswagen tại Volkswagen Sài Gòn. Chúng tôi là đại lý Volkswagen 4S lớn nhất Việt Nam, bán hàng, dịch vụ, phụ tùng chính hãng, kết nối toàn cầu. Chúng tôi luôn có những sản phẩm mới, những sản phẩm đặc biệt, quanh năm luôn có những chương trình giảm giá, ưu đãi đặc biệt nhất thị trường. Volkswagen Sài Gòn là đại lý có trang thiết bị tối tân từ nước ngoài, đảm bảo chiếc xe của bạn được chăm sóc một cách hoàn thiện nhất. Chuyên viên kỹ thuật tại Volkswagen Sài Gòn luôn được đào tạo bài bản từ các chuyên gia nước ngoài để phục vụ chiếc xe của bạn một cách hiệu quả. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng giao xe toàn quốc, giao xe tại nhà, hướng dẫn sử dụng chuẩn mực nhất, hỗ trợ đăng ký đăng kiểm nhanh chóng trong ngày với chi phí cực kỳ hợp lý. Chúng tôi hỗ trợ vay ngân hàng với những gói lãi suất ưu đãi nhất, hồ sơ xét duyệt nhanh chóng, không làm mất thời gian của khách hàng. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn đầy nhiệt huyết, nhiều năm kinh nghiệm, luôn chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian khách hàng sử dụng xe. Volkswagen Sài Gòn luôn có những chương trình ưu đãi lớn nhất hàng tháng, giảm chi phí tối đa cho khách hàng và nhiều phần quà hấp dẫn. Lái thử xe là chính sách Volkswagen muốn đề cao để khách hàng trải nghiệm và đưa ra quyết định chính xác nhất cho việc lựa chọn một chiếc xe. Volkswagen Sài Gòn trang bị Mobile Service để phục vụ khách hàng ở tỉnh, thường xuyên tổ chức lái xe, thử xe khắp các tỉnh miền Nam cùng với dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe lưu động. Hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại tư vấn 0909 171 299. Địa chỉ trung tâm Sài Gòn 120 Trần Hưng Đạo, quận Nhất, gần khách sạn Bumen. Thanh Lộc Volkswagen xin đại diện cho Volkswagen toàn cầu được phục vụ và chăm sóc chiếc xe của bạn. Volkswagen, một thương hiệu chịu niềm tin. Chào mọi người đã trở lại với kênh của Lộc. Hôm nay Lộc gửi đến mọi người video chi tiết chiếc xe T1 Luxury. Chiếc xe này có những đặc tính gì? Thứ nhất, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe đến từ Đức, 7 chỗ, giá dưới 2 tỷ. Có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Giá thành bảo dưỡng của chiếc xe này cũng khá là mềm mại. T1 động cơ là 2.0 lít TSI, phun nhiên liệu trực tiếp, cho ra công suất là 184 mã lực và moment xoắn cực lại là 320 Newton. Với cách thiết kế 4 xi lanh gồm 8 kim phun, 4 kim phun sẽ có nhiệm vụ phun ở trong đường nội đô và có 4 kim phun sẽ phun ở đường trường với tốc độ cao. Với cách thiết kế này, T1 cho ra con số về tiết kiệm nhiên liệu khoảng tầm 6.3 đến 7.3 trên 100 km ở đường trường. Đặc trưng của chiếc T1 này về phía đầu xe, ở phía trước chúng ta thấy đây là bộ đèn LED theo xu hướng, một thiết kế theo xu hướng của chiếc T1 này, và ở trên có đèn daylight ban ngày hình chữ L quay xuống nè. Ở phía dưới là đèn xi nhan cho ra ánh sáng vàng và có rất nhiều những đèn LED ở trong đây. Đèn chiếu sáng của chúng ta sẽ là màu sáng trắng và ánh sáng rất là dịu, không làm chói mắt của những xe đi đối diện. Có một điều cũng khá là đặc biệt trong bộ đèn này là nó có hệ thống mở rộng góc chiếu sáng khi vào cua. Ở phần này chúng ta sẽ thấy la răng cũng nối liền với đèn, với cái bộ, với cái cách thiết kế hiện đại này rồi, thời trang này rồi, nhưng hệ thống đèn của chúng ta có thêm một cái tính năng là coming home và leaving home, nghĩa là hệ thống đèn chiếu sáng khi mà rời đi và khi chúng ta muốn tìm chiếc xe của mình. Với cái tính năng đó nó có ý nghĩa gì? Nó sẽ giúp cho chủ nhân của chiếc xe nhận diện của chiếc xe của mình ở một rừng chiếc xe vào buổi tối hoặc là ở trong khi mà phòng xe. Chúng ta sử dụng cái tính năng này á, là như mình có nói là trong một rừng xe không biết xe mình nằm ở chỗ nào thì chúng ta tìm xe bằng cách đơn giản, đúng không ạ? Chỉ cần ấn vào cái nút mở khóa thì chúng ta sẽ biết được vị trí của chiếc xe chúng ta đang nằm trong một rừng chiếc xe khác và dễ dàng nhận diện chiếc xe thân yêu của chúng ta. Đó là coming home và leaving home. Đó là một cách thiết kế cũng đơn giản nhưng mà cũng khá là tiện nghi, khá là thực dụng cho người sử dụng chiếc xe T1 này. Phần tiếp theo mà chúng ta đi
và là chúng ta sẽ nhìn vào hướng ngang của chiếc xe. Hướng ngang chiếc xe này đều hướng đến chúng ta là vẫn là những cái thiết kế dập nổi và những cái đường vuốt thẳng phía sau tạo nên cách thiết kế về khí động học cho chiếc xe. Phần kế đó mà mình muốn nói đến đó chính là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Như ban đầu mình có nói với mọi người, đó chính là chữ ký hiệu 4Motion. Giống như ở trên hãng xe Audi thì nó có là Quattro, hay là trên hãng xe Mercedes thì nó là 4Matic. Đối với dòng Volkswagen thì ký hiệu của nó là 4Motion. Với cách thiết kế ở đây chúng ta sẽ thấy hình vây cá tạo nên cái nét đặc trưng cho chiếc xe, một điểm nhấn. Giới thiệu đến mọi người đó là bộ mâm xe 19 inch cộng với cách thiết kế của hốc hút gió nằm cao ở trên đây. Và mình sẽ mở cái capo lên để mọi người cùng nhìn cái hốc hút gió nằm cao. Hốc hút gió nằm cao ở trên đây. Và thiết kế mâm 19 inch có tác dụng gì, có ý nghĩa gì? Với cách thiết kế này giúp cho chiếc xe T1 của chúng ta có khả năng lội nước khá tốt, có khả năng off-road. Và khi nói về phần mâm xe thì chúng ta cũng không thể nào quên nói về vỏ xe này. Vỏ xe của T1 ở Việt Nam thì có hai loại vỏ mà mình thường hay gặp, đó là vỏ Hankook và vỏ Philly. Trên vỏ Hankook này hay là vỏ Philly đi chăng nữa thì những cái tiêu chuẩn ở trên vỏ này đều theo tiêu chuẩn châu Âu. Và ở đây nó có ghi cái chữ DOT, có nghĩa là theo cái tiêu chuẩn của Bộ Giao thông Mỹ. Những cái chữ số trên đây như là Jackson hay là temperature của vỏ xe này đều đạt ở mức A. Và ở cái điều đó nó nói lên rằng vỏ xe của T1 có khả năng chịu nhiệt tốt, có khả năng chống mòn khá là cao, đều đạt ở tiêu chuẩn mức A. Ở trên vỏ xe Hankook thì sẽ có chữ C quạt. Còn ở trên vỏ Philly thì có chữ C inside. Điều này muốn nói rằng trong lớp vỏ xe này có một lớp keo tự vá. Vâng, trước khi bước vào trong chiếc xe này thì điều đầu tiên mà muốn gửi đến mọi người đó là cái khung gầm của chiếc xe này. Khi mà mình mở cửa ra và đóng cửa lại với cái cảm giác cứng chắc như thế này chứng minh cho mình một điều là đây là cách thiết kế khung gầm liền khối theo công nghệ laser của Đức. Và trên mỗi cánh cửa này thì đều có những thanh thép chịu lực hình chéo như thế này để tạo sự an tâm cho người ngồi bên trong và sự chắc chắn, đầm chắc cho chiếc xe T1 này. Quan trọng nhất của chiếc xe đó chính là cảm giác lái. Và cảm giác lái đó bắt đầu từ chiếc vô lăng này. Chiếc vô lăng của T1 ba chấu bọc da đa chức năng, trợ lực điện với những phím bấm đa phương tiện trên đây. Với cách chỉnh vô lăng lên xuống, kéo ra đẩy vô. Rồi trên vô lăng này chúng ta sẽ thấy rất là nhiều nút bấm. Những nút bấm về điều khiển xe như Cruise Control, Limit Control và những nút bấm đa phương tiện về kết nối Bluetooth hay về những cái phần liên quan đến tiện nghi trên chiếc xe. Hay chúng ta có thể xem được những thông tin của chiếc xe trên đây về mức tiêu hao nhiên liệu hay là lượng xăng còn lại bao nhiêu, những thông tin của chiếc xe của chúng ta. Nhưng vẫn quan trọng nhất đó chính là cảm giác lái của chiếc T1 này. Với tốc độ thấp, vô lăng sẽ cho ra một cảm giác rất là nhẹ nhàng. Nhưng ở tốc độ cao, vô lăng T1 sẽ đầm và chắc lại. Có cái lẫy trừ này, lẫy cộng này. Đây là thiết kế thể thao cho việc sang số thể thao hơn. Ở trên dòng xe SUV T1 đa dụng sẽ được cá nhân hóa trên chiếc xe T1 này. Bên cạnh với 4 chế độ lái này,
mình sẽ đi qua phần hộp số luôn. Đây là hộp số DSG 7 cấp. Ở đây nó có chế độ lái chữ D và chữ S này, rồi dấu cộng và dấu trừ, nghĩa là lái driver và chế độ lái sport thể thao hay là bán tự động. Chúng ta kéo vào đây để có chế độ bán tự động. Ok. Ở bên cạnh là nút ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ. Đây là hỗ trợ đổ xe tự động. Và phía dưới nó có nút bắt exit. Là không cần nhất thiết chúng ta phải vô số lùi, chỉ cần nhấn vào nút này thì cái camera cho chúng ta quan sát phía sau, nhất là những cái trường hợp khi mình ngừng đèn đỏ, mình có thể sử dụng cái tính năng này để mình quan sát được những chiếc xe phía sau mình hoặc là có vật cản nào ở phía sau mình trước khi mình vô số lùi. Là nút khởi động nè, khởi động cái máy xe của chúng ta lên, rồi nút tắt xe cũng là ở đây luôn. Phía dưới đây là phanh tay điện tử và đây là auto hold chống trôi xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Ở đây có một cái đặc điểm rất là hay là cái nút phanh tay điện tử này á, nó sẽ tự động được kích hoạt thắng tay trong trường hợp người lái quên hoặc là bất cẩn bước xuống xe một cách vội vàng mà chưa di chuyển cần số về Bắc Kinh. Và mọi người hãy xem ví dụ ở trên này để hiểu rõ về cái tính năng an toàn này. Ở phần trên này là gương chiếu hậu chống chói bên trong tràn viền, rất là đẹp và quan sát phía sau rất là tốt. Hay là cái góc chữ A này của chúng ta nhỏ gọn và làm cho người lái có cảm giác quan sát chiếc xe được toàn cảnh. Cái chiếc xe này mang lại cái cảm giác quan sát tốt cho người lái. Vâng, thí dụ như trong trường hợp này chúng ta sẽ rửa cái camera phía sau. Mà mình bật cái bắt xích lên nè. Rồi, chúng ta mình nhìn thấy là cái cần mà để gạt mưa chúng ta hay sử dụng đây thì chúng ta đẩy nó về phía trước và giữ nó. Thì mọi người nhìn vào camera của tôi đây. Nhìn vào camera này. Nó đang rửa camera sau nè. Thấy không ạ? Đó. Rồi. Mình sẽ rửa camera sau như thế. Dành cho những trẻ nhỏ, gia đình có những trẻ nhỏ khi sử dụng chiếc xe này. Và chắc chắn là điều đó, đó chính là tính năng chống kẹt của kính T1. Chúng ta hãy cùng thử trên tay của mình. Đây. Đây là trên tay của mình thử đây. Vâng, chống kẹt rất là tốt. Mình thử lại này. Không có đau gì cả. Đó là một cái tính năng rất là an toàn. Và hướng đến sức khỏe. Ở đây chiếc T1 được trang bị một cái tính năng như thế này. Mọi người cùng xem. Đó là E-Care. Nó mình vừa kích hoạt lên thì bắt đầu nó đang hoạt động này. E-Care Limetronic is active vertic, có nghĩa là nó đang hoạt động. Đó, mọi người thấy. Đây, chúng ta thấy rằng nó đang làm cho sạch cái không khí bên trong. Và đúng thực sự nếu mình cảm nhận, mình thấy rằng ở trong chiếc xe của mình đang có vẻ rất là dễ chịu hơn bởi cái nguồn không khí sạch. Đó, ban đêm là lúc mà chúng ta cũng là thời điểm chúng ta sẽ sử dụng xe cũng khá là nhiều. Cái chiếc xe nó có mang lại những cái cảm giác thích thú hay là những cái cảm giác relax cho chúng ta hay không? Thì hãy nhìn vào nội thất chiếc xe này. Những nút bấm hiện lên màu trắng rất là dịu cặp mắt của chúng ta, cho chúng ta một cảm giác rất là dễ chịu. Mọi người thấy không ạ? Tất cả những nút bấm ở trên đây hiện lên màu trắng để cho người lái chiếc xe này
có thể điều khiển chiếc xe này một cách dễ dàng nhất. Đó, tất cả, và nó rất là dịu. Những cái nào mà thuộc về cái tính năng cần an toàn á, thì nó sẽ hiện lên màu đỏ cảnh báo cho chúng ta. Hoặc là mình chưa có đeo seat belt thì nó hiện lên màu đỏ. Và rồi đó, rồi trong đây nó sẽ có một cái cũng khá hay cho những người thích về màu sắc. Mình đang để cái này màu đỏ. Đây, mình có thể chuyển qua nó màu tím nè. Đó, ở trong này, ở trên màn hình đằng trước, cái vô lăng này màu tím. Rồi bên đây cũng vậy. Nó hai cái màn hình này nó sẽ đi với nhau. Đó, mình chỉnh màu xanh nè. Đó, cho tất cả những người thích. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, khung gầm liền khối của chiếc xe T1 này, đồng thời với những tính năng an toàn như trợ phanh khẩn cấp, chống bó cứng phanh, tái tạo lực phanh, hoặc những tính năng an toàn khác như 6 túi khí trong xe, Insofix trẻ em, hay chống trượt khi tăng tốc, cân bằng điện tử, rồi auto hold chống trôi xe, hỗ trợ người lái khi khởi hành ngang dốc. Với những tính năng đó, Volkswagen muốn đưa đến cho toàn thể quý khách hàng một chiếc xe SUV đa dụng cho người lái với cảm giác lái tốt nhất, cảm nhận về chiếc xe tốt nhất, và cho những hành khách ngồi bên trong xe có một cảm giác an tâm khi ngồi trên chiếc T1 Allspace này. Và đó cũng là điều mà Thanh Lộc muốn gửi đến toàn thể khách hàng. Cảm ơn quý vị đã xem video của Lộc. Hãy đăng ký kênh để cập nhật chương trình khuyến mãi mới nhất và ủng hộ kênh Thanh Lộc.